bé nhà mình đã 4 tuổi thì thấy rằng trong quá trình cha mẹ dạy con thì con mất tập trung. Và tôi nghĩ rằng là khi mà con đi mẫu giáo thì thế nào cô giáo cũng có phản hồi lại là cô dạy ở ở lớp là con không có chú ý. Cô dạy con cứ lơ đãng, rồi con không hợp tác. Rồi con cứ cô dạy gì là cũng nhanh quên, không nhớ được, đấy là những biểu hiện mất tập trung. Và con không kiên trì, con không giữ gìn đồ dùng, đồ chơi. Đấy. Thế thì để cải thiện cái tình trạng đó thì gia đình mình là nên 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 dành thời gian để chơi với con nhiều hơn. Ví dụ là muốn con tập trung chú ý thì khi mình nói với con, mình nên nói khoảng cách gần. Khi mà con ở xa mình nói là con không chú ý đâu vì con đang mải chơi, con đang nhìn cái nọ, con đang chơi cái kia, con không chú ý. Thì mình gọi tên con, ví dụ tên bạn mình là bạn An chẳng hạn. An ơi, ra mẹ bảo nào. Thì mình vừa nói mình vừa có cử chỉ. Thế khi con lại gần với mình, để trong khoảng cách độ vài ba mét đấy, thì mình bảo An ơi, mẹ bảo con nhé. Thì khi đấy mình nói gì với con, mình là khoảng cách gần, thì con sẽ tăng chú ý nhiều hơn. Và khi nói với con, mình nói chậm, nói rõ và mình nhìn mắt con để cho con tương tác với mình, thì con sẽ lắng nghe hơn. Thế và chúng ta cũng 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 cũng, cũng xin nhờ mấy lại cô giáo là khi mà cô giáo dạy con, và tôi nghĩ rằng các cô giáo cũng biết điều đó, thì cô giáo sẽ cho con ngồi gần cô hơn đấy, con ngồi gần các bạn mà ngoan hơn, để con bớt ngọ nguậy, con tăng tập trung ý nghe cô giáo dạy hơn, thì con tuân theo những nội quy của lớp hơn. Tức là khi ở khoảng cách gần thì sẽ tăng khả năng tập trung chú ý đấy. Thế và mình phải biết con là con đang thích cái gì, đang muốn cái gì để mình điều chỉnh. Ví dụ như là con rất là đang mải xem tập trung, con chơi cái đồ chơi gì đó thì mình có thể gọi, ví dụ như là bạn An, An ơi, thế con chơi thêm 5 phút nữa nhé. Hoặc mẹ đếm con đến 10 thì con sẽ chuyển sang việc này nhé, hoặc là mẹ con mình sẽ làm việc này nhé. Thì con có khoảng thời gian chờ đợi một tí. Chứ con đang chú ý cái này mà mình bắt con chú ý đến mình ngay thì con sẽ không vừa lòng, con không có khoảng thời gian chuẩn bị. Hoặc là mình muốn đi đâu đấy, mình muốn làm việc gì, mình sẽ dặn trước cho con là bây giờ mình sẽ đến bệnh viện hay mình sẽ đi chơi này, thì ở chỗ đó mình cần phải làm gì làm gì. Mình sẽ nói biết cho con để con biết xử sự hành vi cho phù hợp, con sẽ biết xử sự cho phù hợp. Ví dụ như đến chỗ chơi con có thể chạy nhảy được, con thoải mái, con không cần phải giữ gì cái gì mà quá. Nhưng mà khi mà con đến một chỗ như là thăm một bà ốm này, thăm bệnh viện này, con phải là im lặng, con phải ngồi yên chẳng hạn đi nữa, thì tức là mình phải nói trước cái hoàn cảnh mà con sắp đến để con có thể hợp tác và con chú tốt hơn. Bên cạnh cái chuyện mà gần gũi hiểu con và tạo điều kiện cho con chú ý, như là nói chậm nói rõ, nói con khoảng cách gần này, mệnh lệnh dễ dàng dễ hiểu này, và nếu con chưa chú ý mình có thể nhắc lại một vài lần để con chú ý hơn, thì mình có thể sử dụng thêm sản phẩm đun nọc khang. Thì cái sản phẩm nọc khang này nó có hiệu quả với trẻ và giảm chú ý. Vì sao như vậy? Vì vương não khang là nó có những cái thảo dược như là đinh lăng này, bạch quả này, cao thăng ma, nó làm tăng cái hoạt huyết não đấy, tăng cái phản xạ tập trung chú ý, tăng phản xạ ghi nhớ và tập trung đấy, thì giúp cho con chú ý hơn. Bên cạnh đó nó có những vi chất thiết yếu cho não bộ như là coenzyme Q10, natriuxinat, axit folic, rồi thì là vitamin B6. Thế thì nó giúp cho cái sự sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh, để cho là con tăng cái sự kết nối thần kinh, tăng dẫn truyền thần kinh, thì tăng cái sự ghi nhớ đấy, tăng cái lưu trữ thông tin đấy, thì cũng sẽ giúp cho con là tăng tập trung chú ý. Mà khi các con đang tăng tập trung chú ý thì con học tập nhận thức các vấn đề nó sẽ tốt hơn, là con làm việc nó sẽ theo đúng những cái hướng dẫn của cha mẹ hơn, hoặc là đi mẫu giáo thì cô hướng dẫn gì con sẽ làm theo tốt hơn đấy. Và mỗi khi mà con làm tốt thì là cô giáo cũng như là cha mẹ nên có cái động viên khuyến khích. Không, khi mà con có hành vi sai mình không nên nói là không nên mắng con một cái gì nó rất là chung chung, mà nên nói cụ thể, à con làm cái này bị đổ rồi, con xếp lại nhé, vân vân. Tức là mình không chụp một cái mũ gì nó nặng nề, không mắng con, mà mình nên giải thích cho con, à con nên làm này thì tốt hơn này, con phải làm thế này, và nhiều khi mình phải cùng làm với con, hướng dẫn với con thì để cái hiệu quả tốt hơn. Khi đứa trẻ được động viên, được chú ý, được khen ngợi thì cái sự chú ý của nó cũng sẽ tốt hơn. Như vậy là bên cạnh về mặt là gần gũi con, hiểu con, tâm lý với con, thì cái sản phẩm nọ khang cũng sẽ giúp cho trẻ tăng tập trung chú ý tốt hơn. Vì sản phẩm này đã rất là an toàn thì cha mẹ có thể yên tâm sử dụng đấy, để cải thiện cái tình trạng giảm tập trung chú ý. Thực phẩm chức năng cốm Vương Não Khang do Công ty Cổ phần Kinh doanh Dịch vụ và Thương mại Nam Phương phân phối. Cốm Vương Não Khang với thành phần chính là cao đinh lăng, cao thăng ma kết hợp với cao ginkgo biloba, natri succinat, taurin, coenzyme Q10, vitamin B6 và axit folic.
Cốm Vương Não Khang có tác dụng hoạt huyết, tăng cường vi chất và năng lượng cho não, giúp tăng cường khả năng học tập, làm việc, tính tập trung và phản xạ, hỗ trợ tăng cường trí tuệ cho trẻ em. Sản phẩm được dùng cho trẻ em chậm phát triển về trí tuệ và khả năng nhận thức, trẻ em chậm nói và chậm phát triển ngôn ngữ, trẻ em chậm giao tiếp, tương tác với bạn, trẻ em tự kỷ. Sản phẩm nên được uống trước bữa ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ và sử dụng liên tục một đợt từ 3 đến 6 tháng để có kết quả tốt. Cốm Vương Não Khang có tác dụng hoạt huyết, tăng cường vi chất và năng lượng cho não, giúp tăng cường khả năng học tập, làm việc, tính tập trung và phản xạ, hỗ trợ tăng cường trí tuệ cho trẻ em. Cốm Vương Não Khang dùng cho trẻ em chậm phát triển về trí tuệ và khả năng nhận thức, trẻ em chậm nói và chậm phát triển ngôn ngữ, trẻ em chậm giao tiếp, tương tác với bạn, chơi với bạn, trẻ em tự kỷ. Thực phẩm chức năng cốm Vương Não Khang bên con mỗi ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.